Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương Bình. Chào mừng mọi người tới với bài tập của sáng chủ nhật ngày hôm nay. Thường thì mình up video vào sáng chủ nhật vào lúc 7 giờ sáng nha. Bạn hãy bấm nút đăng ký, nút chuông ở bên dưới để nhận thông báo về các bài tập mới khi mà mình up liền. Bài tập của ngày hôm nay là một bài Vinyasa Yoga. Thì mình sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là các động tác Vinyasa rất là chuyển động nhanh. Theo cái nhịp thở của mình sẽ làm bạn có thể là nóng một chút, mỏi cơ bắp một chút. Phần thứ hai, phần sau của cái bài tập này mình sẽ chậm hơn một chút, giữ lại cái động tác lâu hơn, các động tác kéo giãn cơ giúp cho mình phục hồi lại cái cơ bắp của mình và giúp mình cảm thấy thoải mái hơn. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Hãy trải thảm ra và bắt đầu bài tập của sáng chủ nhật tuần này cùng với Thương, bài tập Vinyasa Yoga thôi nha. Hãy ngồi lên giữa thảm của mình. Thường là bạn nên ngồi theo cái cách như mà mình ngồi này nè, và chạy cái hoặc là bạn chạy dọc cái thảm về phía trước á, thì cái việc mà bạn nhìn vào màn hình hoặc là bạn lắng nghe đó nó sẽ dễ hơn nha. Nào bạn buông lỏng hai tay lên gối, mở cái lồng ngực về phía sau. Mình nếu mình cảm thấy mỏi cổ mỏi vai gì đó hãy lắc lư nhẹ, tìm cái vị trí thoải mái thư giãn cho cái lưng của mình. Nào nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhắm mắt hít thở vài nhịp. Bắt đầu bằng việc để ý vào cái hơi thở đi vào lỗ mũi, đi ra lỗ mũi của mình. Sau đó mình mềm dần cái vai xuống, mềm và đổ về phía sau, chứ đừng còng về phía trước nha. Và mình thư giãn khuôn mặt của mình ra. Cái nhịp thở sẽ làm cho cơ thể mình và tâm trí của mình nó được dịu lại. Mình bắt đầu để ý vào cử động của lồng ngực và bụng của mình. Mình thấy hít vào, bụng nâng lên, ngực nâng lên. Thở ra mình chậm rãi hạ xuống. Đó là cái sự liên kết đầu tiên của cái hơi thở và cái di chuyển trên cơ thể của mình. Cái phần đầu của bài tập yoga của mình sẽ là những cái di chuyển mà hơi thở và động tác liên kết liên tục với nhau. Cho nên đây sẽ là cái phần khởi động cho bạn tập cách nhận biết được hơi thở và cái di chuyển cơ thể mình đang như thế nào. Nào hãy giữ lại yên tĩnh vài nhịp. Hít và lắng nghe sự chuyển động nhịp nhàng của cơ thể mình. Mình cố gắng chậm rãi hơn, thư thái hơn. Mỗi hơi thở sẽ giống như là mình đi leo núi. Mình hít vào, kéo cao cái hơi thở lên đỉnh núi. Nghỉ một chút ở trên đỉnh núi. Rồi mình nhẹ nhàng đi xuống tới chân núi. Mình nghỉ một chút nữa. Rồi mình mới lại leo lên lần nữa. Và cứ như vậy nhịp nhàng, lên xuống nhịp nhàng. Một vài nhịp nữa thôi. Bạn vẫn giữ mắt nhắm như vậy. Bạn lắc lư vai của mình về hai bên, nghiêng về phải rồi đẩy lên nghiêng về trái. Lắc và cảm giác cái cơ thể mình bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Hơi căng ở thắt lưng, hơi căng ở hai bên lườn. Rồi bạn xoay tròn,
cái cuộc sống của bạn sẽ là cái trụ và bạn xoay tròn cái lưng mình xung quanh cái trụ thắt lưng đó. Rồi bạn xoay tròn vừa hướng ngược lại, vòng ngược lại. Và quay về giữa, thẳng lưng lên. Nào vươn hai tay lên trời. Mở lồng ngực hít vào rướn cao, cẳng tay kéo nhẹ lên. Hai tay chắp về trước ngực hạ nhẹ nhàng xuống, mình thở ra. Hãy lặp lại vài lần. Mở vai, mở cẳng tay, hít vào rướn lên, kéo dạ lên, chắp tay về trước ngực, thở dài ra. Hít vào, mở bả vai, vươn cẳng tay, rướn cao lên nữa. Rồi thở ra. Nhịp cuối cùng, mở vai, vươn cẳng tay, mở lồng ngực nào rướn cao lên. Và hạ tay của mình chắp về trước lồng ngực. Thở dài và mình mở mắt ra. Nào mình sẽ tập một vài cái động tác vặn xoắn cái phần lưng trên một chút nha. Hãy tập lại liên tục đi. Vươn hai tay lên trời rướn lên. Mình xoắn về bên phải của mình này, tay trái đặt lên gối, tay phải chống về sau. Nào ưỡn ngực chống ra sau xoắn. Hít vào hai tay vươn lên trời trở lại rướn lên. Xoắn về bên trái của mình, thở ra. Hít vào, vươn lên. Xoắn về phải của mình, thở ra. Hít lên. Thở ra, bạn. Ba, vươn lên. Thở ra, bạn qua. Hai, vươn lên. Thở ra vặn qua. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Thở ra vặn qua. Mình giữ đây một chút xíu. Bạn hãy dùng tay trái nắm lên gối. Và mình thường là không có chống trụ cái bàn tay dưới sàn, sẽ mất cái lực xoắn của mình á. Mình chống nhẹ các đầu ngón tay này và mình dùng lực từ bàn tay mình vặn về phía sau. Khi đó cái lực của bả vai và lưng trên của mình mở được nhiều hơn. Mình xoay hết khuôn mặt ra sau luôn, nào giữ lại vài nhịp. Và mình vươn lên trời, hít vào. Xoắn về bên kia. Một tay bạn đặt lên gối, ngón tay chống về sau. Và bạn bò bò cái tay mình càng ngày càng xa ra một chút phía sau. Và xoay mặt nhìn ra sau luôn. Sau đó xoay về trước, vươn hai tay lên trời trở lại. Hít vào và gỡ hai tay ra. Mình mở hai chân về trước và mình mở bằng cái thẹn của mình. Mình giữ cái gót chân trong thẹn để nó không có rớt ngoài nền, đỡ đau ha. Lắc lư nhẹ và ngồi vào cái vị trí mông thoải mái. Bạn chỉ hẳn cái mũi chân của mình lên trời và thấy cái đùi của mình ép xuống này, ép căng xuống sàn. Nào vươn tay lên, hít vào. Mình đổ rạp qua phải rồi mình lại đổ rạp qua trái nha. Rướn xuống, đổ qua chân phải của mình, nắm lấy chân, cúi xuống, thở ra. Nếu chưa nắm được chân, hãy rướn về phía trước như vậy. Nào hít vào lên, thở ra, đổ rạp qua bên trái, úp người xuống, giãn lưng, cúi, thở ra. Hít vào lên. Nào thở ra, rướn về phía trước, trong trường hợp bạn không rướn được, giữ đây. Hít vào lên. Nào cúi về phía trước. Hít, nhìn theo tay, thở ra rạp xuống. Hít, nhìn theo tay, rạp về trái. Hai, nhìn theo tay rướn, rạp về phải của mình. Vòng cuối cùng, nhìn theo tay lên trời, cúi về trái của mình, thở ra. Lần này vươn mắt, rướn theo tay. Và mở tay ra, mình đưa tay ra sau lưng, đan lại, nắm bàn tay, nắm chặt lại. Lắc lư vai và đặt cái cánh tay về sau, nào ưỡn ngực nhìn lên trời. Mở mắt nhìn lên trời, có một số bạn hỏi mình là có nên khởi động trước khi tập bài tập của mình không á, thì không cần nha.
bài tập của mình luôn có các động tác khởi động làm nóng cơ trước khi mình vào các động tác khó hoặc là những động tác vặn xoắn. Nào nhìn lên, mở cái lồng ngực ra, cảm giác cái mông chỉ xuống cái mũi chân mình kéo, nhìn lên. 2, 3, 4, và mình gỡ hai tay ra. Nào bạn giữ nguyên cái chân như vậy, xoay cái tay trái của bạn về sau, chống vào giữa mông nè, và chì cái mũi tay ra sau. Sau đó bạn chỉ cái mũi chân về trước như là mình múa ba lê, và mình kéo từ bụng mình vươn người mình lên nha. Hít vào, rướn người vươn lên, ưỡn cao lồng ngực, nhìn lên, hạ từ từ xuống, 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 thở ra. Mình lặp lại 4 lần nữa nha mọi người. Hít vào, lên, thở ra. Hít vào, nhìn lên, nhìn theo tay, mở ngực về phía sau, thở ra. 2, rướn lên, hít vào, vươn mắt, mở ngực, rướn lên, thở ra. Nhịp cuối cùng nào, hít vào, rướn lên, mở vai, mở ngực về sau, và từ từ ngồi xuống, thở ra. Mình lại nhấn gót chân xuống, can hai tay về sau lưng, bẩy cánh tay, mở lồng ngực và nhìn về phía trước. Nắm hai bàn tay của mình lại luôn, nếu mà vai bạn chặt quá, bạn có thể mở ra như vậy cũng được nè. Nhìn vào một điểm trước mặt của mình. Nào hít và thở dài, sau đó mình sẽ đổi bên. Mũi chân của bạn chỉ chéo, chỉ căng về phía trước thì cái cổ chân mình thẳng băng, xoay về phải, bạn chống tay phải vào giữa thảm và mũi tay chỉ về sau. Nào lên, hít vào, ưỡn người, vươn mắt nhìn theo tay trái. Thở ra, mình hạ mông xuống. Tiếp tục nha, nhịp thứ hai. Hít vào, lên, xuống. Nhịp thứ ba, hít vào, rướn mở vai, nhìn lên, xuống. Tiếp tục, hít, thở ra. Và nhịp cuối cùng, cố lên mọi người, hít vào, rướn lên, và mình thở ra. Nào lần này, bạn chỉ mũi chân ngồi về trước, bạn đưa hai tay của mình về phía trước, xòe các ngón tay căng ra, căng ra. Giữ lại vài nhịp. 1, 2, 3, 4, và nằm hạ tay nào, chèo bàn chân mình lại, chống về trước, mình vào tư thế 4 điểm, hai đầu gối, hai bàn tay, lắc lư vai, lưng nhẹ nhàng, úp cái mu bàn chân nhảy xa. Nào hãy tập một vài tư thế con bò, con mèo, cat cow cho phần lưng nha. Hạ phần eo xuống, uốn từng đốt sống lưng, ngẩng mặt, nhìn lên, hít vào, cuộn tròn lại, cảm giác này, lưng cuộn, 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 mình cụp cái đuôi vào sau á, các đốt sống cùng cuộn lại luôn, đẩy cao lên. Nào hít vào, lên, thở ra, mình cuộn vào. Hít vào, lên, thở ra, mình cuộn vào. Một nhịp nữa thôi, hít vào, hạ eo, vươn người lên, nhìn lên, và mình thở ra, cuộn vào. Sau đó mình quay về vị trí trung tâm, lắc nhẹ nhàng, lắc lưng, lắc vai nhẹ nhàng, và mình đẩy người mình lên, tư thế đao đót, tư thế chỗ mặt, bàn tay bám chắc, mũi chân nhọn, và mình đẩy về sau, mình duỗi người mình dài ra. Nào tay bám, có thể là nhân gót chân hoặc là đạp hẳn cái gót chân xuống sàn nếu mà cái cổ chân của bạn dẻo á. Rướn về sau, nào kéo giãn lưng, giữ trong tư thế đao đót này vài nhịp. Hít và thở dài, bàn tay bám chắc vào. Sau đó mình từ từ đi từng bước một cho tới khi mà chân mình nằm giữa hai tay ha. Bạn nâng gót chân lên, đi bằng cái mũi chân này, bước, bước, bước từ từ lên, lên cho tới khi lúc này chân mình nằm giữa hai bàn tay, cúi rạp xuống, thở dài, lắc lư mông về phải, về trái, khuỵu cả hai đầu gối của mình, và mình nhìn xuống cái ngón chân cái. Lúc này hai ngón chân cái nằm bên cạnh nhau, nằm gần nhau luôn. Đưa tay ra sau lưng, bạn lồng các ngón tay vào lần nữa như hồi nãy nè, cúi cái đầu xuống đầu gối và bẩy cánh tay của mình lên.
chịu đây một chút. Hít thở dài. Nào trụ lại, bạn có thể nhắm mắt hoặc mở mắt miễn là bạn thăng bằng được. Và nhớ là khuỵu cái đầu gối một chút để thắt lưng bạn được giãn ra nha. Rồi từ từ mình gỡ tay ra, chạm tay xuống sàn. Mình sẽ đứng thẳng gối và cuộn từng nốt sống lên. Cuộn lên cho tới khi mình đứng thẳng ra. Và mình mở vai. Đứng lên hoàn toàn lên đầu thảm của mình. Hãy mở mắt nhìn vào một điểm trước mặt, giữ nguyên cái sự thăng bằng của toàn thân. Đây là tư thế trái núi. Nào mình sẽ tập cách đứng mũi chân, gót chân của mình vài nhịp. Bạn giữ hai cái ngón cái của mình chạm vào nhau, giữ cái sự vững chắc của bàn chân. Nào đứng lên mũi chân, nâng gót chân lên, hít vào. Hạ xuống, thở ra. Lên, hít. Thở ra. Tiếp tục nâng lên. Hạ gót chân. Nâng gót chân lên. Hạ xuống. Và nhịp cuối cùng, mình nâng gót chân lên, đứng lên. Đứng lên mũi chân và vươn hai tay của mình lên trời. Nào rướn người thẳng lên. Mở ngang tay, cúi xuống, đạp gót chân và rạp người xuống sàn. Mình thở ra. Hít vào, lưng song song với mặt đất. Cúi xuống, mình thở dài. Chân phải mình bước về cuối thảm, chống mũi chân, ngẩng mặt nhìn về trước. Mở ngang tay, vươn lên trời, hít vào. Nhìn theo bàn tay, rướn người lên. Cúi rạp về trước, mình chạm hai bàn tay xuống. Rút về sau, tư thế đao đót, giãn người. Vươn về trước, tư thế tấm ván. Nào Chaturanga. Hít vào, lật ngực mở vai ốp đót. Và đẩy về sau, tư thế đao đót, mình duỗi ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, bạn bám tay, bạn bước lên hoặc nhảy lên đầu thảm của mình. Cúi rạp người xuống, mình thở dài. Lưng song song với mặt đất, hít vào. Rạp xuống, thở ra. Và mình vươn tay lên trời, mở ngang tay, hít vào, đứng lên. Và nếu được, mình nhón mũi chân, đứng lên mũi chân của mình luôn, rướn lên. Nào thăng bằng, hít sâu, kéo dài, người rướn cao lên. Cúi rạp xuống, thở ra, mình tập cho vòng chân bên trái. Lưng song song với mặt đất, hít vào. Lưng mình rạp xuống, thở ra. Chân trái mình rút về cùi thảm và chống chặt mũi chân, mình nhón ngón tay. Mở ngực, vươn hai tay nhìn lên trời. Hít vào, nhìn theo bàn tay của mình. Cúi về trước, chạm hai tay. Rút ra, đào đót, đẩy người về phía sau. Vươn về trước. Nào nằm rạp xuống. Hít vào, cobra hoặc là ốp đót, mình mở ngực nhìn lên. Đẩy về phía sau. Mình duỗi ra, tư thế đào đót. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, bạn bước lên hoặc nhảy lên đầu thảm của mình. Cúi rạp xuống sàn. Hít vào, rướn lưng nửa đường. Thở ra, rạp xuống. Và vươn tay lên trời luôn. Mở cánh tay, hít vào. Rướn người đứng lên và nhìn theo tay. Chắp về trước ngực của mình. Thở dài ra. Nào hít vào một nhịp thôi. Rồi thở ra. Mình vào vòng chào mặt trời tiếp theo. Vươn hai tay lên trời, cánh tay mở rộng nhìn theo tay. Cúi rạp xuống, ép xuống và thở dài. Lưng song song với mặt đất nhìn về trước. Lưng rạp xuống, bạn lại rút chân phải về sau. Vươn hai tay lên trời, hít vào, nhìn theo tay. Lần này mình mở vào tư thế chiến binh hai. Hạ gót chân sau về trái, dang ngang hai tay, xoay mặt về phải của mình. Thẳng đầu gối trái. Vươn hai tay lên trời, nhìn lên. Thở ra, mở vai. Ép hông xuống. Nhịp nữa, hít vào. Nhìn lên trời, vươn theo tay. Thở ra. Mở vai. Nhịp cuối cùng. Hít vào, thẳng gối, vươn mắt nhìn theo tay. Khuỵu gối, mở ngang ra. Xoay cái vai mình về đầu thảm nè. Xoay cái mũi chân phía trước về đầu thảm luôn. Mình dang ngang hai tay. Khuỵu gối trước, mình sẽ vươn lên tư thế chiến binh một. Nào nhìn lên trời và chắp hai tay, bạn rướn lên, rướn cao lên, bàn chân sau đạp chắc, gối trước khuỵu, rạp hai bàn tay chạm xuống sàn, rút về phía sau, tư thế đao đót, duỗi người mình giãn ra, vươn về trước, tầm ván, nào hạ xuống sàn, lật ngực, mở vai, hít vào, xiết đùi, mình mở lồng ngực nhìn lên,
lùi ngược về lại. Mình dạn về tư thế đào đó, thở dài ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, bạn bàn chắc tay, bước lên hoặc nhảy lên. Cúi rạp xuống, mình thở dài. Lưng song song với mặt đất. Nào lưng rạp xuống. Hãy cảm nhận độ rướn vươn của cẳng tay này. Dang ngang hai tay, mở vai về trước, hít vào đứng lên. Rướn rướn nhìn theo tay trên trời. Và hạ về trước lồng ngực, mình thở dài ra. Mình tiếp tục tập cho chân bên trái của mình nha. Nào bạn đứng lên đầu thảm, rướn vươn hai tay mình lên, hít vào. Nhìn theo tay mình vươn dài lên. Mở ra mình ra về trước nè, vai mở về trước. Úp xuống, xuống chạm tay. Lưng song song với mặt đất, hít vào. Lưng rạp xuống, mình thở dài. Hãy rút chân trái của bạn về sau, chống mũi chân. Nhón ngón tay, hít vào vươn lưng. Mở ngực, nhìn theo tay trên trời, rướn lên. Sau đó xoay về bên trái của mình, gót chân sau hạ về phải. Dang ngang hai tay, mình vào tư thế chiến binh hai, lồng ngực mở rộng ra. Nếu bạn chưa biết các động tác này, hãy quay lại các video căn bản đơn giản mà mình đã dạy trước đây nha. Thẳng đầu gối phía trước, vươn hai tay nhìn lên trời, hít. Khuỵu gối, mở ngang tay, thở ra. Nào hít mũi vươn lên. Thở mũi, mở ngang tay, thở ra. Hai nhịp nữa, hít vào lên. Thở ra. Nhịp cuối cùng, thẳng gối. Hít vào mình vươn lên. Rồi mình thở dang ngang ra. Từ vị trí này, bạn đứng thẳng gối trước. Xoay cái mũi chân phía sau về trước. Và dang ngang hai bàn tay ra. Đạp thẳng cái đùi phía sau. Nào khuỵu gối trước. Khuỵu gối trước. Sau đó chắp tay lại. Nhìn theo tay trên trời. Vào tư thế chiến binh một. Chân sau sẽ đạp gót vào mũi chân, xoay về trước, hít vào rướn cao lên. Chạm hai tay chống xuống sàn. Rút về đào đó, hãy duỗi người và dạn lưng ra. Vươn về trước, tư thế tầm ván. Nào nằm rạp người xuống sàn, lật lên. Ốp đó hoặc là rắn hổ mang, mình mở ngực rướn lên. Đẩy về phía sau, chỗ úp mặt. Duỗi ra sau, bàn tay bạn bám chắc. Lưng duỗi rướn ra. Sau đó khuỵu gối. Bước lên hoặc là bạn nhảy lên đầu thảm của mình. Cúi rạp xuống, thở dài. Lưng song song với mặt đất. Lưng rạp xuống sàn. Vươn hai tay của mình lên trời. Nào mở lưng, mở vai, rướn người, hít vào. Nhìn theo tay rướn lên. Và chắp hai tay của bạn về trước ngực. Thở dài ra. Hít vào một nhịp nữa thôi. Rồi mình thở ra, bạn khuỵu nhẹ cả hai cái đầu gối của mình, đành tay về sau. Nào cảm giác cái mông bạn duỗi về sau, nhưng mà lưng bạn chéo 45 độ đổ về trước. Gồng bụng mình vào tư thế cài ghế, hít vào, xít bụng vươn cẳng tay nhìn chéo về trước. Thẳng gối, ra người xuống, mình thở dài ra. Lưng song song với mặt đất, lưng rạp xuống sàn. Bạn bước hoặc nhảy cả hai chân về tư thế tầm ván này, khuỵu gối. Bước hoặc là nhảy ra sau, giữa tư thế tầm ván. Nghiêng hai gót chân của mình về bên trái. Rồi nâng lên. Nghiêng hai gót chân về bên phải. Rồi nâng lên. Sau đó bạn sẽ vào tư thế side plank hoàn toàn nha. Hai gót chân nghiêng về trái. Quạt tay phải lên trời, hít vào nhìn theo tay phải lên trời. Thở ra, chống bàn tay. Giữ người trong tư thế plank. Nghiêng hai gót chân về phải, lật tay trái, vươn mắt nhìn theo trái, rướn lên. Hạ xuống, mình lại vào tư thế plank. Bạn bước chân phải đặt ra ngoài bàn tay bên phải của mình. Bám cố định hai bàn tay, hạ phần hông sau xuống một chút để khớp hàng mở nè, ngẩng mặt nhìn về trước. Trụ lại đây. 1 2 3 4, chia thẳng tay phải của bạn về trước, rướn ra. Gồng bụng hơi nhấc đầu gối sau lên một chút, rướn về trước. 2 3 4, nào lật tay phải lên trời. Hít vào, mở ngực, vươn tay phải mình rướn lên. Sau đó chống tay phải xuống sàn, trở lại. Mình rút về tư thế đào đó, duỗi ra. Sau đó lại vươn về tư thế plank. Cố định và giữ chắc hai bàn tay. Lần này bạn bước chân trái ra ngoài bàn tay bên trái của mình. Chống chặt tay, hơi hạ cái phần hông sau xuống để khớp hàng mở nè. Bạn thõng thẳng tay,
ngẩng mặt nhìn về trước. Nào rời tay trái, chỉ hẳn về trước luôn, gồng bụng lại nhìn theo ngón tay của bàn tay trái của mình. Hít thở dài. Giữ cố định tay phải, nào vươn lên trời, nhìn theo tay trái mình ngẩng mặt rướn cao cánh tay vươn lên. Rồi từ từ mình chống tay xuống, rút về lại tư thế đào đót, nhìn người và bạn duỗi về sau. Vươn về tầm ván Chaturanga, hạ ngực hoặc là nằm hết xuống sàn Cobra. Xít đùi, mở lồng ngực vươn lên. Và mình lùi ngược về sau. Tư thế chó úp mặt duỗi mình, người mình duỗi ra. Nào, bám chắc chân bên trái, mình đá chân phải về sau, đá cao chân phải lên trời. Bước chân bên phải lên giữa hai bàn tay phía trước của mình. Nào, lần này nhón ngón tay, nâng lồng ngực, mình rướn người mình lên, trụ chắc đùi sau, sau đó bạn đưa hai tay đan đến sau lưng của mình. Nào, đẩy cái người mở ngực cho tới khi mà lồng ngực mình mở lên và mắt nhìn lên trời, hít vào. Cúi xuống thở ra, mình sẽ lắc cái đầu về phía bên trái một chút và cúi cái đầu mình xuống, thở dài, cúi xuống sàn. Lặp lại 5 nhịp như vậy nha, hít vào lên, 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 nhìn lên. Thở ra cúi đầu xuống, tay đánh cao lên. Nhịp thứ 3, hít vào lên. Thở ra đánh tay cúi xuống. Nhịp thứ 4, hít vào ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra lắc đầu qua bên trái cúi xuống. Và nhịp cuối cùng, hít vào nhìn lên. Lần này thở ra, bạn cúi xuống. Sau đó bạn gỡ tay, chạm xuống, rút về đao đót này. Duỗi cho cái đùi sau căng giãn về sau, duỗi ra đạp cái gót chân để đùi mình duỗi ra. Nào vươn về phía trước, nằm rạp xuống sàn. Mình lên tư thế rắn hổ mang, nào siết chặt đùi. Đặt ngực mở vai nhìn lên trời. Và lùi về lại tư thế đao đót, duỗi ra sau. Mình lặp lại y chang cho chân bên trái của mình nha mọi người, rướn ra sau. Mình đá chân trái cao, kéo giãn cái người ra. Sau đó bước chân trái của mình lên giữa hai bàn tay phía trước. Mũi chân sau chống, ngón tay chống lồng ngực mình mở ra. Hai tay đưa sau lưng đan lại đan các ngón tay. Và mình lật lồng ngực mình lên nè, giống như là tay kéo cái ngực mình kéo cao lên nhìn lên. Nào mình sẽ lặp lại 5 nhịp, hạ cái đầu xuống nè. Đánh tay ra sau, cúi xuống, thở ra, thở ra, thở ra. Một, hít vào lên. Cúi xuống, thở ra. Hai, hít vào lên. Ba, lắp cái đầu qua bên phải của mình, cúi xuống. Nhịp thứ tư, hít vào lên, mở ngực nhìn lên. Lắp đầu, cúi xuống, thở ra. Nào cố lên nhịp cuối cùng, hít vào, mở ngực, nhìn lên. Nào cúi xuống, mình thở ra. Gỡ hai tay mình ra, chạm xuống. Rút về lại tư thế đao đót. Bạn nhìn cái gót chân bạn đạp căng về sau để chân mình được duỗi ra. Vươn về phía trước, nào nằm rạp xuống. Bụng ngực, trán hạ xuống, nào rắn hổ mang úp chặt đùi. Ngẩng mặt rướn người vươn mắt nhìn lên trời. Giữ nguyên cái đùi dưới sàn, bạn xoay mặt nhìn vào cái gót chân bên phải của mình, nhìn ra sau. Nào xoay về phía trước, nhìn qua gót chân bên trái của mình. Rồi nhìn về trước, từ từ giữ nguyên cái gối. Mình vào tư thế 4 điểm. Lùi hai bàn tay lại, mình lắc lư vai, lưng. Lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, lắc lưng. Qua phải, qua trái. Và bạn hãy lau bớt hết mồ hôi. Lùi cái mông mình về cuối thảm và mình ngồi vào tư thế em bé. Ngồi và lỏng tràn ra. Bạn có thể ngồi trong tư thế này hoặc là bạn đưa hai bàn tay mình để ngửa về phía sau. Nào mình giữ ở đây nghỉ một chút ở tư thế em bé. Mình nhắm mắt và mình bắt đầu cảm giác được là cái lồng ngực mình nó đang đập bừng bừng lên vì nhịp tim mình đang được đẩy lên. Và mình thấy là cái hơi thở mình nó hơi gấp gáp hơn so với ban đầu. Cho nên mình bắt đầu điều chỉnh nó lại. Mình kéo hơi thở như là cái chặng đường leo núi ban đầu nè, kéo cao lên đỉnh đầu khi hít vào.
từ đỉnh đầu mình buông xuống từ từ, từ từ, từ từ mình thở dài ra. Và gần như là mình để rũ cái cơ thể mình xuống khi mà mình thở ra luôn. Lặp lại vài nhịp. Và một hơi thở cuối cùng, mình hãy cùng nhau hít một hơi dài. Thở dài ra, mình chống tay bên cạnh khuôn mặt của mình, đẩy cái người và mình ngồi lên, khép hai cái đầu gối của bạn lại. Và bạn ngồi lên cái gót chân nào, mở cái lồng ngực, mở vai ra. Lòng bàn tay bạn để ngửa, ngón cái của bạn chắp, chắp chạm nhẹ vào nhau. Bạn mở vai ra nào, nhắm mắt, thư giãn một chút xíu ở đây. Thường thì mình thấy đây là cái khoảng cách mà mình, cái khoảnh khắc mà mình thấy thư giãn nhất, thì thoải mái nhất trong trong suốt cái giờ tập luôn nè. Hít dài, thở dài bằng mũi của mình. Mình hãy để cái khuôn mặt mình thư giãn ra luôn. Nào hít một hơi thật dài và sổ vào. Rồi mình thở ra và mở mắt ra. Hồi nãy là mình tập đi leo lên núi, bây giờ mình sẽ tập đi xuống núi. Các cái động tác của cái phần tiếp theo nó sẽ giữ lâu hơn một chút, nhưng tăng cái độ giãn cơ cho mình nha. Mọi người ngồi xuống cái mông mình xuống ghế sàn, đặt hai tay lên gối, mình mở cái lồng ngực ra luôn. Sau đó mình mở cái chân bên phải của mình ra trước nha, mở ngang ra. Rồi mình kéo cái chân trái sát vào trong đùi của mình, sát vào trong hàng của mình luôn á. Và chỉ cái mũi chân bên phải lên trời. Nào mình lắc lư nhẹ cho cái phần hông của mình ngồi được thoải mái dưới sàn. Sau đó thẳng lưng lên, nào bạn vươn hai tay lên, rướn lên trời. Bây giờ bạn nghiêng tay phải về bên phải của mình nè. Bạn có thể bắt được lấy đầu gối, cổ chân hoặc là bàn chân. Bạn kéo cái lưng giãn qua. Hít vào vươn lên, thở ra giãn qua. Một nhịp nữa, bạn hít vào, vươn và nhìn lên. Lần này bạn bẩy cái cùi chỏ bên phải của bạn về trước nè. Bạn nắm lấy bàn chân và trượt cái cùi chỏ bạn nhấn xuống sàn. Và bạn vươn tay trái theo lưng giãn ra. Nào rướn mắt nhìn lên trời. Giữa đây cái phần lưng này của mình nó sẽ kéo căng hết nha bạn. Và bạn đừng có còng cái bàn tay trái, bạn thẳng nó ra luôn, thì nó sẽ tăng cái độ giãn của mình hơn. Nào giữ lại đây vài nhịp. Một, hai, ba, bốn và năm. Vươn lên, vươn cả hai tay mình lên trời trở lại. Rồi mình gỡ ra. Nào mình sẽ vào cái độ xoắn, độ vặn sâu hơn, độ nghiêng sâu hơn. Bạn co cái chân trái và bạn đạp lên. Chân phải bạn vẫn giữ nguyên như vậy. Dùng cái tay phải phía trước của mình này, nắm lấy cái cổ chân á, ngay cái mắt cá chân của mình. Bạn nghiêng qua, nghiêng qua. Vừa nghiêng mình vừa bẩy cái đầu gối trái xa cái người mình ra một chút. Sau đó mình rướn tay trái ra và bắt lấy cái mép bên ngoài của chân. Sau khi được rồi ha, mình sẽ bắt đầu bằng cái việc là cái đầu mình đang nằm ở dưới cái cùi chỏ này, lắp cái vai trái phải về trước, bẩy cái cùi chỏ trái lên trời, bẩy cái đầu gối trái xa ra và mình nhìn lên trời. Lúc này mình sẽ vào cái độ xoắn sâu hơn và nhiều hơn cho phần lưng. Nào giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Mình nâng lên, nâng từ từ lên, lên. Úp cái chân trái xuống, xuống mé bên kia, rạp xuống và bạn rướn người về trước. Bò về phía trước, rạp cái cùi chỏ của mình xuống sàn. Nếu được nữa bạn rạp nguyên cái lồng ngực và hạ cái trán của mình xuống sàn luôn. Giữ đây một chút xíu thôi.
cố gắng vẫn chỉ cái mũi chân bên phải của mình lên trời thì cái háng mình được mở dần dần ra. Sau đó bạn kéo tay chống về gần khuôn mặt, nâng người mình và mình ngồi thẳng lên. Mình sẽ đổi bên nha, nếu mà bạn cảm thấy cái phần này nè, phần lườn này của mình được kéo dạt và rất là căng thì bạn đang làm đúng động tác rồi nha. Bạn kéo cái chân phải khép vào bên trong, mở ngang cái chân trái của mình ra. Mình tìm cái vị trí để cái hông mình ngồi được thoải mái trước khi mình bắt đầu nha. Rồi mình thẳng lưng lên, hai tay vươn lên trời, hít vào, nghiêng về trái, bắt lấy chân trái, giãn qua. Hít vào lên, thở ra nghiêng qua. Một nhịp nữa mình hít vào lên. Lần này bảy cái quỳ chọ tay trái về trước, bắt lấy chân và nghiêng qua, nghiêng hoàn toàn mình rướn ra. Nào giữ ở đây. Cầm tay phải của mình chỉ thẳng và mình nhìn lên trời. Nếu mà bạn chưa vào được sâu như vậy, bạn cứ gác cái cùi chỏ lên trên ngồi cũng được. Và bạn mở cái lườn mình theo hướng chừng này thôi. Nào 1 2 3 4 và 5, nào vươn lên và gỡ ra. Mình sẽ đổi bên, khuỵu cái đầu gối và đạp cái bàn chân phải của bạn xuống sàn, đạp chắc xuống. Dùng tay trái của bạn nắm lấy cổ chân, bẩy cái đầu gối ra một chút và mình nghiêng từ từ này, lắp cái vai của bạn về phía trước nha. Kéo về trước, về trước. Rồi sau đó mình quàng cái tay phải qua bát lấy chân. Lúc này bạn bẩy cái đầu gối xa ra, chìa cái cùi chỏ tay phải lên trời và ngẩng mặt nhìn lên trời. Nào thấy cái độ giãn rất là căng ở phần lườn eo của mình nè. Bạn nhìn lên trời luôn. Mở ngược ra, nào rướn lên. Rướn căng về bên chân chân trái của mình. Nào bẩy cái đầu gối phải xa ra, tăng cái độ giãn lên nữa. 4 3 2 và 1, mình nâng lên, nâng từ từ, vươn tay lên trời, ép cái đầu gối phải xuống luôn. Mình rạp về trước, xuống, xuống, xuống và nằm rạp xuống phía trước của mình. Rồi mình kéo bàn tay chống về gần khuôn mặt, nâng người mình lên và mình ngồi thẳng lưng lên. Bạn đóng cả hai bàn chân của bạn vào nhau, chập vào bên trong, úp nắm cái tay lại, nắm khóa hai cái bàn đầu bàn chân của mình lại, nhịp hai gối lên xuống nhẹ nhàng. Sau đó bạn rướn về trước một chút, ép xuống, úi cái đầu mình xuống sàn. Rồi mình nâng lên. Đối với cái động tác tiếp theo nó sẽ hơi đau cái phần háng ha. Và lúc nằm xuống thường là những cái bạn nào dẻo thì rất là dễ vào thế này, nhưng với được bạn mà cứng hơn thì nó sẽ hơi khó và hơi đau á. Cho nên nếu cứng quá bạn chỉ cần giữ như vậy thôi và cúi về phía trước là được rồi nha. Bạn mở hai cái đầu gối ra này, mở hai cái chân, gót chân ra chứ, mở rộng ra. Sau bạn chui cái tay phải vào bên trong này, chui cái nắp, chui vào dưới cái đầu gối luôn nha. Chui cái tay trái vào dưới và mình sẽ trượt cái chân chìa ra và nằm rạp cái người mình xuống. Mình sẽ làm ở cái mức mà dễ cho mọi người đều có thể làm được ha. Còn những bạn nào mà có thể vào được nguyên cái tư thế con rùa hoặc là vắt cái đầu qua đầu thì các bạn cứ vắt cái chân qua đầu thì các bạn cứ tập nha. Đó, chui cái tay vào này, bò ra, trượt chân ra, cúi xuống cho tới khi trán mình chạm xuống sàn. Nào mình sẽ giữ ở đây vài nhịp. Hãy hít thở dài và vẫn giữ cái mũi chân của mình chỉ lên trời, mình chỉ rạp cái trán của mình xuống thôi. Nào 5 4 3 2 và 1, bạn rút cái tay bạn vào, tay này rồi tay kia.
lắc qua, lắc lại và nâng người mình ngồi lên. Nè, đối với những bạn mà cái chân nó sạc khổ quá hoặc nó rườn khổ quá, bạn chỉ cần giữ như vậy thôi cũng được ha. Cái chai chui ra và rườn cái ngực về phía trước. Cái này đối với những người mà dẻo thì không có kéo giãn được mấy, nhưng mà những người cứng là nó đã giãn được rất là nhiều rồi á. Ha, rồi mình ngồi lên và đặt cái chân mình thẳng về trước. Lần này mình để hai cái cùi chỏ tay của mình chạm xuống sàn, lòng bàn tay bạn úp xuống sàn, giữ cho cái cùi chỏ và cái vai của mình vuông góc, nào khép hai bàn chân lại, nghiêng gối về phải về trái, thư giãn cái lưng một chút, nghiêng qua bên này qua bên kia. Sau đó mình nằm hoàn toàn cái người mình xuống mặt sàn luôn. Nào bạn duỗi thẳng hai cái chân ra, mình sẽ kéo giãn cho cái chân của mình nè. Chân duỗi về sau, tay bạn vươn qua đầu kéo căng cái người thành một đường. Sau đó co gối phải lại, bạn ôm cái đầu gối phải vào lồng ngực của mình, ôm chặt ra. Ép cái sống lưng xuống sàn, ép cái vai xuống sàn. Giữ đi một vài nhịp. 2 3 4 và 5. Từ đây mình chỉ cái mũi chân và mình dùng bàn tay phải bắt lấy bàn chân phải của mình. Mình đà thẳng băng nó lên trời nè. Bạn có thể thẳng được cái chân hoặc bạn không thẳng được, bạn chỉ cần khuỷu gối như vậy cũng được nha. Tay trái bạn dang ngang ra. Nào đà thẳng tay phải lên và mình sẽ giữ ở đây. Những bạn dẻo hơn, bạn có thể cố gắng kéo sát nó vào cái mặt của mình cũng được, không sao hết. Còn đối với cái yêu cầu của cái bài này, bạn chỉ cần đà thẳng, cố gắng thẳng từ từ cho nó thẳng lên á, để cần cơ phía sau này căng và cơ phía trên này nó kéo giãn hết lên nè. Và lưng của bạn ép xuống sàn, đừng ngọng cái đầu lên nha bạn, giữ đây. Nào hít thở chậm. Mũi chân trái của bạn, nếu bạn thấy thoải mái hãy chỉ nó lên trời, căng cái bàn chân ra. Giữ nguyên cái tay phải nằm lấy bàn chân phải của mình. Mình sẽ quạt ngang nó về bên phải và cho tới khi nó chạm được xuống sàn luôn nè. Nếu nó chạm xuống sàn mà cái phần hông bên này của bạn nhấc lên nhiều quá thì bạn khuỷu gối một chút nha. Khuỷu gối một chút và giữ đây cũng được. Và nếu xuống được thì rớt hẳn nó xuống sàn luôn. Nào giữ đây và ép cái phần lưng xuống, mình giữ lại vài nhịp. Sau đó mình quạt cái chân của mình lên trời, dùng cái tay trái bắt lấy chân, mình sẽ đá nó về bên trái của mình này xuống và cố gắng vẫn thẳng băng nó ra, dang ngang tay phải và mình xoay mặt về bên phải của mình, hơi xoắn vai một chút. Sau đó mình đá nó lên trời, trở lại đá chân phải của mình lên trời. Rồi mình hạ xuống sàn, chạm xuống hoàn toàn dưới sàn. Và mình sẽ đổi qua bên kia. Nào ôm chân trái của mình vào lồng ngực, ôm sát vào. Ép chân dưới sàn, ép cái lưng xuống dưới sàn, lưng dưới của mình xuống dưới sàn. Ép đùi xuống. Và tỉ là cái thắt lưng mình được nhìn xuống sàn. Sau đó mình sẽ dùng tay trái bắt lấy bàn chân và mình đá từ từ từng chút cho cái chân mình đá thẳng lên trời, dang ngang tay phải ra và mình giữ đây. Không thẳng được thì khủ khủy như vậy cũng được nha bạn. Rồi mình quạt ngang nó về bên trái của mình nè, cho tới khi nó chạm được xuống sàn luôn. Xoay mặt về bên cửa sổ của mình giữ lại.
Sau đó mình sẽ đá nó lên trời, đổi tay, vươn tay phải bắt lấy chân trái, đá về bên phải và dang tay trái ra, xoay mặt mình về bên trái. Nào hãy giữ đây. Rồi quay về giữa và hạ chân xuống sàn. Nào rướn hai tay mình qua quả đầu lần nữa. Rướn mũi tay, mũi chân, rướn căng cái người ra, khuỵu đầu gối, đạp bàn chân, nhấc lưng lên. Đây là tư thế cây cầu, rướn lên, rướn lên, rướn cao lên. Rồi hạ từng đốt một, nhẹ nhàng thân trên, lưng giữa, lưng dưới chạm xuống sàn, úp tay xuống và trượt dài hai chân ra. Nào mình tìm vị trí thoải mái, thư giãn cho lưng nằm ở vị trí mà ép được xuống sàn, lọc được xuống sàn. Đùi thư giãn, cánh tay, bả vai thư giãn. Nào mở các ngón tay và lấy lòng bàn tay bạn ngửa ra. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mình hít thở và thư giãn một vài nhịp trước khi mình kết thúc bài tập. Buông lỏng khuôn mặt của mình ra. Mình thấy da trên khuôn mặt mềm ra. Mình thấy mỗi hơi thở của mình thư giãn cho khuôn mặt một chút. Hít thở dài bằng mũi của mình. Cảm giác cơ thể mình mỗi cái hơi thở chìm xuống sàn, buông xuống sàn được nhiều hơn. Nào mình hãy giữ lại vài nhịp trước khi mà mình kết thúc bài tập hoàn toàn nha. Nếu mọi người bận quá thì cũng nên nghỉ một chút, chừng 2-3 phút rồi mới hãy đứng dậy hoàn toàn nha mọi người. Đừng skip cái phần thư giãn này. Rồi mình cử động lại tay chân, đánh thức cơ thể mình lại. Và rướn hai tay qua quả đầu lần nữa, vươn vai, khép chân, rướn người lên, ôm gối vào ngực của mình. Hai tay ôm lấy đầu gối, nào kéo đầu lên, cuộn căng cái người mình. Rồi đổ nghiêng về một bên, buông người và nằm nghiêng qua. Và mình hít một hơi sâu, chống tay và mình đẩy người mình ngồi lên, ngồi giữa thảm trở lại. Nào thẳng lưng, hai tay đặt lên gối và mình giữ mắt nhắm. Mình giữ sự yên tĩnh một vài nhịp trước khi mình kết thúc hoàn toàn. Nào cùng nhau mình hít vào một hơi thật dài, rồi thở dài ra và mở mắt ra. Namaste.
Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương và kênh YouTube Yogi Travel trong cái bài tập Vinyasa và giãn cơ vừa rồi. Nếu mà bạn chưa bấm nút đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký phía dưới và bấm nút chuông để nhận thông báo về các bài tập tiếp theo của mình nha. Mình up bài tập mới, video mới vào sáng thứ bảy, tháng chủ nhật hàng tuần vào lúc 7 giờ sáng. Hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Nếu bạn có cảm giác gì sau khi tập xong bài này hoặc là có câu hỏi gì, hãy comment vào bên dưới và nói cho mình biết cái câu hỏi của bạn, mình sẽ trả lời mọi người nha. Tạm biệt mọi người.